Còn đây Chi Hoa, chào mừng các bạn đã đến với MeTV. Ok, thì hiện tại các bạn đang xem một video clip gọi là video clip đầu tiên của một series mới toanh ở trên MeTV Channel luôn. Thì series này có tên là Mail Codex. Mail Codex có nghĩa là gì? Codex là một cuốn sổ ghi chép. Thì Mail Codex có nghĩa là một cuốn sổ ghi chép của Winmail. Mà cụ thể mình sẽ ghi chép những gì ở đây? Mình sẽ ghi chép về những cái lịch sử, tiểu sử cũng như là những cái sản phẩm mới của các local brand. Nói chung là tìm hiểu về các brand thời trang cũng như là local brand của Việt Nam. Vì đây là cái mà mình đang rất là muốn tìm hiểu. Và mình biết rằng các bạn viewer của mình cũng rất là nhiều bạn muốn tìm hiểu về các local brand của Việt Nam, đúng không nè? Thì bây giờ mình sẽ làm cái series này dành cho các bạn cũng như là tự mình học hỏi cũng như là tự mình tìm hiểu. Ok, thì hiện tại mình đang có mặt ở số 40 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận. Đây là store của Sài Gòn Swagger. Thì Sài Gòn Swagger thì mình nghĩ là cũng có nhiều bạn ở đây cũng đã biết đến tiếng của Sài Gòn Swagger rồi. Sài Gòn Swagger là một trong những local brand có tiếng về sản xuất ba lô này, túi xách này. Thì hôm nay mình rất là may mắn được Sài Gòn Swagger mời đến để trải nghiệm cái dòng sản phẩm giới hạn mới ra mắt. Thì bây giờ để xem coi bộ sưu tập này có cái gì hay ho, chúng ta cùng vào store của Sài Gòn Swagger để trải nghiệm cùng nhau nha. Ok, let's go. Ok, thì nói một chút về Sài Gòn Swagger nha. Sài Gòn Swagger hay còn gọi tắt là SGS. Mình được biết về brand này từ thời mình còn đi học cơ. Cụ thể là vào cuối 2013, đầu 2014 thì Sài Gòn Swagger ra mắt với những mẫu ba lô và những mẫu túi bâm bát rất là đa dạng và hợp với giới trẻ. Theo mình thì Sài Gòn Swagger là một trong những local brand đời đầu đi theo xu hướng streetwear và rất là trẻ trung, năng động. Ở thời điểm trước đó thì ba lô, túi xách đa phần là những cái mẫu cũ và kiểu không được đa dạng, không được trẻ trung cho lắm. Khi mà Sài Gòn Swagger ra mắt với những mẫu túi, những mẫu ba lô như vậy khiến cho giới trẻ được mở mang tầm mắt nhiều hơn. Đây. Đây các bạn ơi, đây là cái bộ sưu tập mà hôm nay mình sẽ được trải nghiệm nó. Thì bộ sưu tập này mình nghe nói là chưa được mở bán luôn. Ôi. Màu xanh neon, các bạn thấy mình không? Mình đang rất là ghiền màu xanh neon. Trùng hợp là nó rất là phù hợp với mình ngay hiện tại đúng không mọi người? Tắt xanh, xanh, xanh nè. Wow. Cái logo đợt này của Sài Gòn Swagger in kiểu như là mấy cái sơn graffiti với mọi người. Wow, còn dạ quang nữa. Kiểu này đang trend lắm luôn nè. Ở đây có ba lô. Ba lô được tặng kèm một cái box nè. Rồi này là mini bag đúng không? Gọi là túi đeo vai. Có kiểu đủ kiểu luôn. Cái này là size lớn, size nhỏ. Wow. Con ví nữa. Nhiều thứ quá. Cái này chắc mình phải tìm một bạn nhân viên để hỏi thêm thông tin thôi, chứ mình thấy thích cái này. Ok, thì như là mình đã nói là mình đã nhờ một bạn nhân viên đến đây cho mình thêm thông tin. Bây giờ mình cũng muốn cho các bạn biết, nên là bạn có thể nói cho mình và các bạn xem video clip này về những cái thông tin của bộ sản phẩm này không nè. Dạ, với bộ collection này thì em sẽ mở bán chính thức vào ngày 12 tháng 3. Ngày mở bán sớm là 7 tháng 3. Với 50 bạn đầu tiên đến mua sớm thì sẽ được tặng cái lens nhất. Và wow, hóa ra là cái lanyard này với lại cái sticker này là được tặng, chỉ có 50 bạn đầu tiên được tặng thôi. Thế nãy giờ mình cứ tưởng là nó nằm trong bộ sưu tập luôn á. Xinh quá trời, đẹp lắm luôn á mọi người. Màu neon đã quá. Ok, thì cảm ơn bạn đã cho mình biết những cái thông tin bổ ích này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đến việc trải nghiệm từng sản phẩm một. Suốt cái thời điểm từ 2014 cho đến nay thì mình thấy những cái sản phẩm của Sài Gòn Swagger rất là được các bạn sinh viên, học sinh ưa chuộng và sử dụng rất là phổ biến luôn. Bộ sưu tập lần này theo mình hỏi các bạn nhân viên thì nó có tên là Electrine, và ý nghĩa của nó có nghĩa là chữ electric kết hợp với chữ green là màu chủ đạo của logo lần này. Đến với bộ sưu tập thì các bạn sẽ có những cái mẫu như ba lô đi kèm pouch. Pouch là cái kiểu ví tròn tròn được gắn lên ba lô á. Theo mình thì mua một được hai rất là lời. Còn có túi đeo vai thì các bạn hay gọi là mini bag, shoulder bag. Thì cái túi này ở Sài Gòn Swagger họ cho ra mắt tới 3 loại. Một loại là size lớn, một loại size nhỏ, một loại form dọc. Tùy theo sở thích của các bạn mà các bạn lựa chọn thôi. Tiếp theo thì mình thấy có ví nè. Ví thì có hai loại nhưng mà chúng đều là ví dài hết. Thì có ví dây kéo và ví gấp. Tùy các bạn muốn xài dạng ví dây kéo hay ví gấp cũng được.
đối với mình thì mình thường thì thích ví gấp hơn, tại vì nó tiện hơn á. Về cái mẫu mã của bộ sưu tập này, theo mình trải nghiệm thì khá là ưng ý, bởi vì nó sử dụng cái màu neon đang rất là thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Các bạn có thể thấy là mình vừa đi nhuộm tóc màu xanh neon nè, rồi mặc đồ dạo này cũng hay mua đồ màu xanh neon, thì mình rất là thích cái màu này. Và ngay cả giới trẻ hiện tại cũng đang sử dụng màu này rất là nhiều, bởi vì nó rất là trend luôn. Và Sài Gòn Swagger đã vận dụng cái màu xanh neon này kết hợp với màu đen làm nổi bật hơn cả. Nhất là cái logo được sơn theo kiểu sơn in dạ quang, thì cái màu xanh này làm bật cái logo trên cái nền đen của ba lô rất là ấn tượng. Ngoài ra thì các bạn cũng có để ý thấy là cái phần túi hộp này cũng đúng trend nữa. Các bạn có thể thấy là dạo gần đây các local brand đều ra những cái ba lô, những cái mini bag có phần túi hộp đúng không? Thì cái phần túi hộp này đang rất là thời thượng và Sài Gòn Swagger đã thật sự đi rất là đúng trend. Tuy nhiên thì Sài Gòn Swagger vẫn tạo lên điểm phá cách so với các local brand khác. Với cái bộ sưu tập này, thay vì sử dụng chất liệu plastic để tô điểm cho cái phần túi hộp của ba lô, của túi sách á, thì Sài Gòn Swagger đã sử dụng túi bằng lưới, vải lưới. Thì các bạn có thể thấy là cái phần vải lưới này có thể nhìn xuyên qua được đấy các bạn đựng đồ này, nhưng mà nó cũng không phải là plastic. Thì mình thấy đây cũng là một điểm hay đó. Chất lượng của chất liệu là một trong những thứ mà chúng ta cần thiết nhất khi chọn mua một sản phẩm, nhất là ba lô và túi sách, bởi vì đây là những sản phẩm mà chúng ta dùng để đựng đồ và đựng tập sách, đựng rất là nhiều thứ. Bởi vậy mà chúng ta phải chọn kỹ loại có chất liệu tốt để không bị rách và có thể xài bền theo năm tháng. Như đúng trải nghiệm của mình thì mình thấy về phần chất liệu của bộ sưu tập này rất là ok, bởi vì ngay cả phần vải dù lót bên trong và phần vải bố ở bên ngoài mình đều có thể cảm nhận được đây là loại vải cao cấp. Nếu không tin thì các bạn có thể đến store để trải nghiệm thử. Ngoài ra thì phần dây đeo này, phần đường chỉ và khóa cố định của ba lô túi sách mình cũng thấy rất là xịn. Nó tạo độ chắc chắn mà mình có thể nhìn bằng mắt được luôn á. Và các bạn có thể thấy trong video clip này là từ ba lô cho đến túi sách hay là ví cũng đều có rất là nhiều ngăn. Đây là một điểm mạnh cho bộ sưu tập, bởi vì nhiều ngăn thì tương đồng với độ tiện dụng. Các bạn có thể thấy là ngay cả cái ví thì từ cái ngăn đựng card cũng như là ngăn đựng tiền cũng đều có từ 5 ngăn trở lên. Chúng ta có thể đựng được rất là nhiều thứ ở đây. Và về mẫu mã thì cũng có rất là nhiều size cho các bạn chọn lựa tùy theo sở thích của các bạn, bởi vì mỗi người có mỗi gu khác nhau đúng không? Nếu mà là mình thì mình sẽ thích xài những cái mini bag form hơi to một tí. Nhưng cũng rất là nhiều bạn thích những cái bag, cái shoulder bag, cái mini bag form dọc á. Và cái điểm mà gây chú ý cho mình nhất đó là sợi lanyard nằm trong bộ quà tặng. Nếu các bạn trở thành 50 người đầu tiên mua bộ sưu tập này của shop, bộ quà tặng này sản xuất với số lượng giới hạn bao gồm dây lanyard, sticker và túi giấy, thì cái dây lanyard này là điểm đáng chú ý nhất, bởi vì nó có hai loại, một loại là màu đen logo xanh neon và một loại ngược lại là xanh neon nền và logo đen. Hai sợi dây lanyard này khi mình được sờ thử thì mình thấy đây là cái loại lanyard có cái chất liệu dây mà mình cảm thấy là nó xịn nhất từ trước đến giờ mình được trải nghiệm. Nhưng mà nó là quà tặng và nó chỉ được sản xuất 50 cái vào ngày mở bán sớm là ngày 7 tháng 3. 50 bạn mua sớm nhất cái bộ sưu tập này mới có được cái bộ quà tặng đó thôi. Ngày bán chính thức thì là ngày 12 tháng 3 lận, nhưng mà ngày mở bán sớm là ngày 7 tháng 3. Các bạn nhớ nha, nếu các bạn muốn có sợi dây lanyard này giống như mình. Ok, thì đó là những thông tin mà mình đã biết được sau khi nói chuyện với lại nhân viên và chủ shop ở Sài Gòn Swagger. Còn về sản phẩm của bộ sưu tập lần này thì như mình đã nói, mình trải nghiệm sao thì mình nói vậy. Nếu các bạn vẫn còn chần chừ thì có thể đến Sài Gòn Swagger chi nhánh Trần Huy Liệu hoặc là Hà Nội để có thể trải nghiệm trực tiếp bộ sưu tập này ha. Ngày mở bán sớm là ngày 7 tháng 3 và ngày bán chính thức là ngày 12 tháng 3, các bạn nhớ rồi chứ? Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nếu các bạn thấy thích video clip này cũng như là series mới này thì các bạn có thể like, share, subscribe cho MeTV được không? Nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi mà MeTV ra clip mới. Và mong là các bạn sẽ cho mình một chút ý kiến về series Mail Codex này nhé. Vì sắp tới đây mình sẽ tìm thêm những local brand mới nữa và đào sâu hơn về tiểu sử của họ cũng như sản phẩm của họ. Các bạn thấy thế nào? Hứng thú chưa? Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Bye bye.